xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh audio cuối tập trước một đường sông vào đại quân dị ma tộc chém giết chỉ trong chốc lát đã có hơn nghìn tên dị ma tộc mất mạng trong tay khô lâu đà chủ rồi đám dị ma tộc kia thấy vậy thì vội vàng lui lại quát lớn chúng ta đều là dị ma tộc vậy mà ngươi lại đi giúp đỡ nhân loại thật là đáng chết nói dứt lời đám dị ma tộc này liền liên thủ lại với nhau phát động công kích linh hồn điên cuồng nhập vào đồ khô lâu đà chủ thế nhưng tất cả đều vô dụng bởi vì linh hồn của khô lâu đà chủ sớm đã được củng cố từ lâu mặc dù có chút cực lực nhưng cũng không có chút nào lui lại cả ngược lại điều này còn làm cho khô lâu đà chủ càng thêm hưng phấn hơn vì chỉ cần có thể thôn vệ hết linh hồn bản nguyên của đám người này thì rất có thể tu vi của hắn sẽ lại lần nữa tăng lên đến khi đó khôi phục lại bán thánh tu vi cũng không phải là việc gì khó cả chính động lực này đã giúp cho khô lâu đà chủ càng thêm điên cuồng hơn hắn trắng trợn sát lục lao vào đại quân dị ma tộc như là đi vào chỗ không người vậy một màn này để cho vô số dân chúng bên dưới triêu thiên thành kinh sợ không thôi mới không lâu trước đó dị ma tộc người còn chuẩn bị tàn bạo giết bọn họ nhưng trong nháy mắt đã bị người của trần đế cách truy sát thủ đoạn như vậy khiến cho người khác không khỏi rợn cả tóc gáy đúng lúc này một tiếng hét phẫn nộ truyền tới các hạ là người phương nào dám giết bộ hạ của bản tọa đúng là tự tìm cái chết thanh âm vừa rơi xuống thì ở phía xa chân trời hư không đột nhiên oanh mở ra một tầng lỗ thủng từ trong lỗ thủng này một đạo trường thương hoa phá hư không giống như hắc long lao ra trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước khô lâu đà chủ rồi mà khô lâu đà chủ thấy thế thì ánh mắt ngưng lại cốt tiên trong tay vung lên cùng với trường thương kia đụng vào nhau phát ra từng đạo tiếng nổ đem hư không xung quanh xé rách tạo thành một cái khe dài gần nghìn trượng kinh khủng không gian liệt phùng ở trong khe hở này như muốn thôn vệ tất cả mọi thứ vào bên trong đó vậy một kích va chạm qua đi khô lâu đà chủ ngẩng đầu lên đã thấy một tên dị ma tộc cao thủ xuất hiện trên chiến trường mà theo như xưng hô của đám dị ma tộc kia thì khô lâu đà chủ cũng biết được tên này là cốt ác ma quân chính là thủ lĩnh của đại quân dị ma tộc này đảo mắt nhìn xung quanh một vòng chứng kiến đại quân bị tổn hao gần một phần tư làm cốt ác ma quân nổi giận đùng đùng hắn không nói lời nào hát sắc ma khí trên thân bốc lên quán thâu vào trường thương trong tay làm trường thương nổ bắn ra trái mắt hắc quang trực tiếp hướng khô lâu đà chủ đâm tới đối mặt với một kích này khô lâu đà chủ cũng phải bí sắc bởi vì thực lực của cốt ác đã vượt qua dị liệu của hắn phải biết rằng thân thể của cốt ác ma quân chính là do phệ thiên ma chủ mang một tên đỉnh cấp võ đế ở vũ vực về tạo thành lại được thêm phệ thiên ma chủ giúp đỡ nên thực lực của cốt ác đã đạt đến đỉnh phong võ đế cảnh giới rồi mặc dù là thế nhưng khô lâu đà chủ cũng không có sợ hắn hừ lạnh một tiếng bạch sắc cốt tiên trong tay điên cuồng huy động hóa thành tầng tầng lớp lớp xiên xích phong tỏa mảnh hư không này lại sau đó điên cuồng đụng vào trường thương kia hai đạo vũ khí va chạm kinh khủng uy áp trong nháy mắt làm tràn ra đem vô số kiến trúc bên dưới triêu thiên thành trấn sụp xuống càng là có không ít vỏ giả do không chịu được cổ uy áp này nên trực tiếp nổ bể hôi phi yên diệt mà ở trên bầu trời tại trung tâm vụ va chạm kia một đạo thân ảnh nhét nhát bay rớt ra ngoài người này lại là cốt ác ma quân trong thế cảnh này làm cho một đám dị ma tộc mặc lộ hoảng sợ không ai nghĩ rằng cốt ác đại nhân vậy mà bại ngay cả cốt ác ma quân cũng thế hắn cũng không ngờ tới bản thân lại bị đối phương đánh cho nhếch nhác bay rớt ra ngoài như thế dưới tức giận mà khí trên thân hắn bộc phát càng thêm kinh khủng hơn miệng thì lẩm bẩm gì đó làm cho hắc sắc ma thương nổ bắn ra từng đạo hào quang uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần đây chính là thượng bạo ma thuật mà phệ thiên ma chủ truyền cho hắn chiêu này một khi thi triển ra cần phải thiêu đốt ma hồn uy lực công kích sẽ tăng lên gấp đôi đủ để cốt ác ma quân vượt cấp giết người một chiêu này ở bên trong dị ma tộc được xếp vào hàng ma chủ cấp bí thuật đồng nghĩa đây cũng chính là cấm thuật bởi vì một khi thi triển ra chiêu này tu vi bản thân cũng sẽ trọng thương thậm chí đưa đến linh hồn suy yếu vì chiêu này uy lực quá mạnh có khả năng ảnh hưởng đến bản nguyên linh hồn của người thi triển nhưng mà dưới tình huống này cốt ác ma quân đã không còn sự lựa chọn nào khác hắn bắt buộc phải thi triển ra gầm lên một tiếng cốt ác ma quân trực tiếp thiêu đốt ma hồn rồi mạnh mẽ đâm ra một thương đối mặt với một thương này đâm tới làm sắc mặt khô lâu đà chủ đột nhiên đại biến bởi vì hắn cảm nhận được nồng đậm nguy cơ từ một kích này cho nên ngay khi vừa thấy cốt ác ma quân đâm ra một thương khô lâu đà chủ đã vội vàng thôi động cốt tiên tính toán muốn ngăn lại một kích này thế nhưng vô dụng bởi vì uy lực quá lớn nên dưới một thương này đâm tới phòng ngự của khô lâu đà chủ thoáng cái bị oanh mở hát sắc trường thương như lợi kiếm một dạng trực tiếp đâm vào thân thể khô lâu đà chủ kinh khủng hát sắc ma quan cũng theo đó bạo phát đem khô lâu đà chủ trong nháy mắt thôn vệ vào trong một thương này đánh ra khí tức trên thân cốt ác ma quân nhanh chóng suy yếu bởi vì một chiêu này đã tiêu hao toàn bộ lực lượng trong cơ thể của hắn muốn đấu cùng với bản ma quân sao người vẫn còn non lắm nhỏ giọng nói ra lời này cốt ác ma quân đằng đằng sát khí nhìn xuống triêu thiên thành bên dưới dữ tợn nói một kích này đã tiêu hao quá nhiều ma hồn của bản ma quân trong khoảng thời gian ngắn cho dù có thôn vệ nhiều nhân loại hơn nữa thì cũng không thể khôi phục bản ma quân hôm nay muốn huyết tẩy tòa thành trì này để giải tỏa mối giận trong lòng ta cốt ác ma quân vừa nói dứt lời thì đột nhiên một thanh âm khác lại vang lên nói bản tọa còn chưa có chết mà các ngươi đã hống hách muốn giết người thế rồi các ngươi không đem bản tọa để vào mắt hay sao nghe được lời này cốt ác ma quân liền quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm thì thấy theo vô tận ma khí tán đi thân hình khô lâu đà chủ dần hiện lên trước mắt hắn trên ngực người này bị một cây hắc sắc trường thương đâm xuyên qua mà hai tay hắn thì đang nắm chặt cây thương này khô lâu đà chủ dùng sức đem trường thương trực tiếp rút ra huyết nhục trên thân cũng theo đó mà ầm ầm nổ tung toàn thân chỉ còn dư lại một cái khung xương mà ở trên khung xương này lại hiện lên đại đạo khí tức một cổ khí tức cơ hồ như muốn dị ma tộc người phải quỳ xuống bái lại nhanh chóng lan tràn ra cảm nhận được cổ khí tức này cốt ác ma quân trên mặt hiện rõ sợ hãi thất thanh nói đây là ma chủ thân thể ngươi vậy mà lại có ma chủ thân thể khô lâu đà chủ nghe vậy thì không nói gì chỉ nghe răng cười một cái thân hình đột nhiên lao đi cốt tiên trong tay dũng động hướng cốt ác ma quân đánh tới đối mặt với công kích này của khô lâu đà chủ làm trong lòng cốt ác ma quân tràn ngập sợ hãi không chút suy nghĩ hắn vội vàng xoay người bỏ chạy luôn thế nhưng khô lâu đà chủ sao cho tên này cơ hội đó được chứ vốn trước đó đã không phải là đối thủ của khô lâu đà chủ hiện tại bản thân lại rơi vào tình trạng cực kỳ suy yếu thế nên rất nhanh cốt ác ma quân đã bị khô lâu đà chủ bắt được rồi điên cuồng thôn vệ linh hồn cùng tinh huyết của tên này chỉ thấy cốt ác ma quân kêu thảm một tiếng khí tức trên thân liên tục yếu đi đến cuối cùng thì thân thể trực tiếp nổ bể ra tất cả lực lượng đều bị ma chủ thân thể của khô lâu đà chủ thôn vệ sạch sẽ xử lý xong cốt ác ma quân khô lâu đà chủ bắt đầu đại khai sát giới từng tên dị ma tộc ào ào bị oanh bạo chỉ trong chốc lát đã có vô số dị ma tộc ngã xuống mà đám dị ma tộc còn dư lại ở dưới kinh hoảng chỉ có thể cắm đầu bỏ trốn khô lâu đà chủ thấy vậy cũng không có từ bỏ tiếp tục một đường truy sát mãi đến khi không thể cảm nhận được khí tức của dị ma tộc nữa thì mới xoay người trở về và sau khi trở lại triều thiên thành khô lâu đà chủ liền bảo tất cả mọi người mau rời khỏi nơi đây ngay bởi vì hắn biết được sau khi nhận được tin cốt ác ma quân chết vệ thiên ma chủ sẽ dẫn đích thân tới đây đến lúc đó cho dù có muốn rời đi thì cũng đã muộn các đại vương triều nghe vậy cũng không dám thờ ơ lập tức mang theo bộ hạ của mình ao ào, ào rời khỏi thiên lôi thành tìm nơi ẩn nút về phần lòng lăng thiên cùng một ít đệ tử trần đế các thì được đưa đến yêu tổ sơn mạch để hội họp với đám người dược vương viên chủ trong khi tất cả mọi người đang rục rịch rời khỏi thiên lôi thành thì lúc này ở một địa phương khác đang cảm nhận hỗn độn ma sao, Vệ Thiên Ma chủ đột nhiên dừng lại, nhăn mày nhìn về phương hướng Thiên Ma bí cảnh, lạnh lùng nói, "Cốt Ác chết." Lời này vừa được nói ra, làm cho đám thuộc hạ theo sau hắn tức khắc cả kinh, trong đó có một người tên là Hắc Huyết lên tiếng hỏi, "Ma chủ đại nhân, điều này làm sao có thể? Trong Bắc Thiên vực này ai có thể là đối thủ của hắn được chứ? Chẳng lẽ là đám người ma linh làm? Ma chủ đại nhân, có muốn đi báo thù cho Cốt Ác hay không?" Vệ Thiên Ma chủ nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói, "Khỏi cần, việc cấp bách trước mắt là phải tìm được hỗn độn ma sao." ngươi lập tức thông tri cho đám người kia nhanh chóng thôn phệ nhân tộc tại bắc thiên vực để khôi phục thực lực nếu gặp phải cường địch thì không được lỗ mãn tại mệnh lệnh của vệ thiên ma chủ truyền xuống dị ma tộc càng thêm điên cuồng tấn công bắc thiên vực hơn mặc dù nguy cơ tại bách triều chi địa đã được giải trừ thế nhưng tại địa phương khác trong bách triều chi địa từng cái hoàng cấp thế lực liên tục bị tiêu diệt cũng trong thời gian này tại bắc thiên vực đang thành nhận được tin tức dị ma tộc đang điên cuồng càng quét bắc thiên vực đang thành trước tiên liền đem hộ thành đại trận mở ra tại thời buổi dị ma tộc hoành hành như này không ai biết được vào một ngày đẹp trời nào đó dị ma tộc sẽ tấn công đan thành đúng là ngày đẹp còn chưa tới đại trận hộ thành vừa mới mở ra không bao lâu thì đại quân dị ma tộc đã kéo đến đan thành rồi chi đội ngũ này có ước chừng hơn vạn tên dị ma tộc đầu lĩnh là một tên thượng vị ma quân mà đi theo sau hắn là rất nhiều trung vị ma quân khác bởi vì trên đường đi bọn họ đoạt xá toàn là võ vương cùng võ hoàng phổ thông nên đưa tới khí tức trên thân mỗi người đều thập phần hỗn tạp ánh mắt nhìn xuống đại trận hộ thành bên dưới một tên ma quân trong số đó liền đi lên cười to mấy tiếng quát lớn các ngươi vẫn là tự mở ra đại trận hay là để bản tọa phá vỡ đây lời nói vừa dứt tên ma quân này trực tiếp vỗ xuống một chưởng bàn tay to lớn như sơn phong ầm ầm nghiền ép lên đại trận làm đại trận kịch liệt lay động Hoàng mang chớp nháy cuối cùng vẫn vững vàng đem bàn tay kia ngăn lại mà lúc này ở bên trong đan thành từng đạo bóng người từ trong thành trì lao vút ra hoảng sợ nhìn đông nghịch dị ma tộc ở trên bầu trời đầu lĩnh là một người râu tóc hoa râm đúng là thành chủ đan thành tại bắc thiên vực huyền thịnh mà ở bên cạnh hắn là một nhóm cao thủ túc lão của đan cát mấy người này năm đó tu vi cũng chỉ là võ hoàng đỉnh phong thôi thế mà hiện tại tất cả đều đột phá đến võ đế sơ kỳ rồi tu vi như vậy mặc dù ở vũ vực vẫn không coi vào đâu thế nhưng ở bắc thiên vực này thì đã là một tồn tại nghịch thiên rồi đến đây cũng hết nội dung của tập này liệu rằng đan thành có thể chống lại được công kích của dị ma tộc hay không thì nội dung này sẽ có trong tập sau nhé xin chào và hẹn gặp lại mọi người